Quang xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quang sẽ chia sẻ cho mọi người bài cắt và uốn sóng bung. Thì với mặt đặt mẫu này là khá là to, thế nên mình sẽ lựa chọn uốn sóng bung và cắt mái bay dài. Mọi người cùng theo dõi hết video nhé. Thì bước đầu tiên mình sẽ chia đôi khu mặt sau, đưa về trước và thực hiện xác định độ dài và cắt khuôn viền. Sau đó mình sẽ trải về sau rồi thực hiện cắt gọn cái khuôn viền đối với những cái phần nào thừa. Sau khi tạo được khuôn viền rồi thì mình sẽ chia phân khu hai bên tai riêng ra. Với phân khu mặt sau thì mình sẽ chia dọc thành ba tép tóc như trên video mọi người được nhìn thấy. Tiếp theo mình sẽ lấy tép tóc ở phần giữa gáy rồi đường cắt đầu tiên mình sẽ dâng 90 độ rồi thực hiện đường cắt dọc. Và tiếp tục mình sẽ nâng lên đường cắt thứ hai, mình sẽ cắt đường cắt chéo ngoài. Và đường cắt thứ ba ở phần chuyển động thì mình sẽ thực hiện đường cắt ngang trên. Rồi, như vậy mình đã cắt xong ở tép đầu tiên. Tiếp tục mình lấy tép thứ hai, cắt liên kết với tép tóc thứ nhất và mảng nâng của tép tóc thứ hai này cao hơn tép tóc thứ nhất mọi người nhé. Với bài cắt này thì rất là nhanh, cho những ai mà đông khách và tép tóc ở phần đối diện thì mọi người cắt cũng tương tự như tép tóc chúng ta vừa cắt xong có rất nhiều bạn hỏi về học nâng cao bên mình nhưng hiện tại từ giờ đến tết thì bên mình không còn khóa đào tạo nào nữa thì hẹn mọi người qua tết thì mình sẽ mở lại những khóa đào tạo cắt uốn nhuộm từ cơ bản đến nâng cao như bình thường mọi người nhé quay trở lại với bài cắt thì với tép tóc thứ ba này thì mọi người cũng cắt tương tự như tép tóc thứ hai thôi là chúng ta sẽ dâng lên và cắt liên kết với tép tóc thứ nhất sau khi mọi người cắt xong ở khu mặt sau rồi thì mọi người sẽ lấy tép tóc ở khu bên tai và một tép tóc ở khu mặt sau rồi thực hiện cắt liên kết với tép tóc ở khu mặt sau mọi người nhé mọi người lưu ý là khi chúng ta tìm thấy điểm chuẩn thì chúng ta mới thực hiện đường cắt vào nhé còn nếu chưa thấy điểm chuẩn thì mọi người nên trải lại và tìm ra điểm chuẩn rồi mọi người thực hiện đường cắt liên kết như vậy mình đã cắt xong ở phía bên trái phía bên đối diện thì mình cũng lấy tép tóc ở khu mặt sau để làm điểm chuẩn rồi thực hiện trải và cắt liên kết với tóc ở khu mặt sau với cắt như thế này thì mọi người chỉ cắt trong vòng 5 phút là đã xong một cái dáng đầu rồi Rất là nhanh Như vậy Quang đã cắt xong cái dáng đầu uh, layer để uốn bung rồi Và bây giờ Quang sẽ chuyển sang công đoạn mềm hóa và uốn cái tóc này Thì cái tóc này là cái tóc khỏe nguyên thủy Và cái phần ngoài hơi bị bông Thế nên mình sẽ chia cái phần chữ U ra để lát nữa mình sẽ duỗi cái phần lớp ngoài với tóc khỏe nguyên thủy thì Quang sẽ sử dụng cái gói uốn khỏe của Quy Maxim 10 và quang bóp ra sau đó quang pha thêm khoảng tầm 20 phần trăm nước nóng mọi người nhé ở mùa ngoài Bắc này thì mọi người nên pha nước nóng còn trong Nam thì mọi người pha nước bình thường cũng được sau đó mọi người đánh thật đều lên sau khi đánh đều lên xong thì mọi người sẽ trải vào tóc với chiếc tóc này mình đi chụp 24 nên mình sẽ mềm hóa khoảng tầm 22 đến 25 cm còn với chục 22 thì mọi người chỉ đi khoảng tầm 20 cm thôi mọi người nhé với lần đầu này thì mình sẽ trải vừa phải thuốc thôi Không thiết phải trải quá dày đâu mọi người nhé Và với phần lớp ngoài thì mình rưỡi lớp ngoài Thế nên mình sẽ bôi vào gần sát chân Và mọi người trải thuốc làm sao cho thật đều Với trải thuốc uốn ép ấy, thì mọi người nên cẩn thận Khi chúng ta trải mà động vào da đầu nó sẽ bị gãy chân tóc Vậy nên mọi người cần lưu ý Sau khi mọi người trải thuốc và được khoảng tầm 15 đến 20 phút rồi Thì mọi người sẽ gạt ra Nếu thấy tóc có hiện tượng bị khô Mọi người nên xịt nước ấm và đồng thời gạt bã thuốc ra luôn sau khi gạt xong cái bã thuốc lần đầu thì mọi người sẽ lấy thêm thuốc và chải vào tóc một lần nữa thì với lần hai này mọi người nên chải thuốc dày hơn lần đầu nhé tại vì lần đầu chúng ta sẽ cho cái tóc nó biểu mở biểu bì, bì từ từ và lần hai này nó mới là cái lần cắt đứt liên kết để tạo độ xoăn hoặc độ thẳng cho tóc tóc mình có làm xoăn hay không là do mình mềm hóa mọi người nhé không liên quan gì đến nhiệt đâu nhiệt độ nó chỉ làm tóc cho khô đi thôi còn chúng ta cứ mềm hóa chuẩn là tóc nó xoăn Và với cái tóc này thì mình chỉ cần mềm hóa đạt khoảng tầm 75 đến 80% là được rồi Tại vì chất tóc này cũng là chất tóc sợi nó thô Vậy nên mình chỉ cần mềm hóa vừa phải thôi Và sau khi mềm hóa xong thì mình sẽ khử kiềm với chất tóc này Thì với cái tóc này mình sẽ pha khử kiềm như sau Quang sẽ lấy 15g collagen Qmax 90 Cộng với một nắp pH của Qmax 90 Một nắp pH này tương đương với 10ml mọi người nhé sau đó mọi người pha nước nóng rồi đánh thật đều lên sau khi đánh đều lên xong thì mọi người sẽ cho tóc vào massage một chút khi chúng ta cho cái tóc vào xong thì tóc đã hết sạch kiềm luôn rồi đây như quỳ tím mình kiểm tra đây và mình sẽ lấy một cái quỳ tím nữa mình kiểm tra lại lần nữa rồi mình sẽ lấy quỳ tím khi chúng ta kiểm tra còn xanh kia còn kiềm kia mình cho vào đây mọi người thấy không quỳ tím còn xanh nguyên và giờ mình sẽ nhúng vào cái tóc này thì cái kiềm ở trên quỳ tím sẽ tự bay mất khi gặp axit amin của pH. Sau đó chúng ta massage 3 5 phút là chúng ta xả sạch. Sau khi xả sạch sấy khô xong thì mình sẽ giờ sẽ lên chụp cái tóc này. Thì với cái tóc này ở khu mặt sau mình sẽ chia làm 3 khu và với khu khuôn viền như ở dưới đây thì mình sẽ cuộn ngược lên. Mình cuộn ngược lên để tạo hiệu ứng cái sóng nó sẽ bồng bềnh hơn mọi người nhé. Còn mọi người có thể cuộn tròn vào được nhưng những cái dáng đầu chúng ta nên thay đổi cách chạy sai trục đi thì cái dáng tóc của chúng ta nó sẽ được đa dạng hơn và với phần trên này thì mọi người cứ cuộn tròn như bình thường thôi tóc cắt như thế nào thì mọi người dâng như vậy mọi người uốn nhé cứ như vậy cứ khu, tất cả các khuôn viền mọi người đều cuốn ngược hết lên nhé còn uh, tất cả các lớp tóc ở trên thì mọi người sẽ cuộn tròn như bình thường và cái tóc này thì mình có nói trên đầu video rồi là mình đi chụp 24 với cái tóc này mọi người nhé vì sợi tóc này sợi cũng khá là thô thế nên chúng ta đi chụp to thì để sóng nó đỡ bị xoăn quá và giờ mình chuyển sang uốn ở phần hai bên phần hai bên thì chúng ta cũng lớp khuôn viền thì mọi người cũng quấn ngược lên trên rồi tiếp theo ở dưới này thì mình lại quấn như bình thường đưa các đoạn tóc đều vào nhau rồi mọi người thực hiện quấn tròn vào phần mái thì mình sẽ lựa chọn chụp 28 mọi người nhé tại vì phần mái này chúng ta mà đi chụp 24 thì nó sẽ bị xoăn quá nên chúng ta đi chụp 28 là ok rồi Và sau khi mình uốn xong Thì mình sẽ chạy nhiệt cái tóc này Thì với cái tóc này mình sẽ chạy hai nhiệt Mỗi nhiệt mình chạy khoảng tầm 7 phút thôi Và mình đi nhiệt 70 Sau khi chạy nhiệt xong Thì mình sẽ tháo ra và cho vào cái kẹp định hình Mình kẹp lại Mọi người có thể cuộn vào trục uốn lạnh cũng được Hoặc là nhỏ trực tiếp ở trên cái trục này cũng được Nhưng mình thường hay cho vào cái kẹp định hình như này Để mình dập định hình cho nó nhanh và mình sẽ đổ dập định hình ra và mình sẽ cho tóc vào đây mình khi mình dùng bằng cái kẹp định hình này thì nhúng vào thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều và nó nhanh đều nó không bị sót và dập định hình xong mình chỉ để khoảng tầm 10 đến 15 phút là ok rồi đây như cái tóc mọi người được xem sau khi được uh, 15 phút thì mình kiểm tra thấy sóng rất là mềm và ok và tiếp theo mình thử một chục nữa Mọi người thấy sóng ok chưa Với sóng này thì bao ok cho khách rồi Và đây là cái tóc mình đã xả sạch xong Sóng rất là căng và bóng mềm Nhưng bạn nào đang dùng sản phẩm Quimax 90 mà đang còn thắc mắc về vấn đề gì thì hãy liên hệ với mình để mình uh, chia sẻ nhé và video của mình đã sắp hết rồi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Xin chúc tất cả mọi người thành công và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.